Dân trên thôi mà các em còn kính thưa các cấp chính quyền sở tại, quý gia đình cao quý, quý thân bà quý thuộc, quý vị quan khách có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, thực sự chấp thuận quý gia đình anh em đội mai táng thân tùng an thế long các nhà tiền giang chúng cháu đến đây trước thành tâm tình ý cho một cùng gia đình cao quý, sau đó tôn cáo với nhà tiết mục biểu diễn để tôi cũng chờ nơi an nghỉ cuối cùng như kim tướng phá hoàng võ tướng động quan tài thế tới đầu. Và cuối cùng em tôi cháu xin cầu chúc quý vị tâm yếu và là cho đấu kết đến tuổi giờ nay an ngày cuối cùng tốt đẹp, kính chúc gia đình cho toàn thể quốc các của em ban nhạc được nhiều may mắn và là lễ mừng tôi cháu xin được phép bắt đầu lên. Thank you.
trời. Thank you.
Em đi với đồng bào đồng bào nhớ tay đi. Chết cho bộ xứ. Tụi bay hãy để cho tụi ăn thịt người nữa xả thành mỹ thì người ta mới chết. Mày ăn đây mỏi. Mày phải ăn mỏi. Rồi lại ta rồi. Tụi cái quần rồi. Nắm đi cái đầu nó buồn tụi cái lại ta luôn bây giờ. Sao tụi muốn kiếm nữa mỏi. Bây giờ ha, mấy bà bỏ chạy hết rồi. Bây giờ tao quất cái con nhỏ bật áo cam. Mày ăn thịt đàn bà con gái đi, mày gái đâu mỏi. Trời như áo cam đâu không bỏ chỗ nào hết. Đã nó giải quyết rồi. Đã nó. Trời ơi, tao lắm gì mà mày đá nhiệt tình dữ vậy mày. Đừng. Đừng giết tao. Vì tao là người đập xuống cái bài bài bài. Đau. Đau lắm bà con, cô bác thanh bị rồi. Chết kiểu nào, cái kiểu này nó lủng lỗ xấu quắc hả? Chết còn một số cái đẹp không mày? Đập xuống mày. Còn cái dữ nữa không mày? Dập nó. Tao thấy nó dập nhà heo mà mày gớt đi bay. Sao mày biết nhẹ? Đâu mày nằm xuống cho nó dập tử mày thấy nhẹ nặng mày. Ngốc đầu dẻo nước rồi cứu đi mày. Mày làm cái gì vậy mày? Như là nó phun gà như vậy. Vô miếng thôi. Uống lẹ mày. Sao mày? Thấy nước này sao mày? Công nhận hả? Nước anh thanh tỷ sao mà nó bác ở trên phú điện như vậy? Bác thưởng lẹ lên mày. Mày chơi dơ mày. Áp thấp nhiệt đới mưa đổ sức cho không mày. Uống như mày. Uống. Mày uống nước cũng không xong này hả mày? Trời ơi là trời. Nó giết cái cho uống gì? Nó đẩy vô lỗ thở không? Mày nằm xuống cái thỏi đó mày. Trước khi mày đi theo phò liên cổ, có từ giả bà con sống này gì không mày? Yeah. Trước khi con nhìn bề cõi trần để kéo phò lớn hãy ủng hộ con làm lỗ thí lỗ sáng sáng làm về dưới là có đang thắng nỉ á chú thì chết rồi xin lỗi rồi đúng không mày bà con có hết rồi năm ngày lễ lại làm lỗ thí rồi đúng bà con ơi không cho được không mày cho
Trời ơi khán giả đông như vậy mà sao có hai người thương là trời, còn bao nhiêu sao ghét đó trời trời. Mày quỷ sứ thì người ta mà thương mày mãi. Đây không phải là lời cái tiếng nghe mà đây là lời đảo xót loài quỷ sứ. Trời ơi trước ở đây chúng sẽ đỡ tôi về bận nghe thế giới mới. Chết nên nghĩ hai con dòng cổ mới chết không mọi người. Bà con vô bác từ xa về đây có thương tình ủng hộ thì tranh thủ vô đi, đi không còn cơ hội vậy. Mày còn cản nữa hả mày? Không bị nhiễm hết rồi, nãy giờ bà con vô bác vô ủng hộ đủ mua một vé thương trang vừa nằm thấy lại có quay cả hai gì dữ vậy. Nghe mày lên thang của con nghiệp, đây là bà con của bác cho mình góp là tặng cho mày tổng cộng 220 đồng, đủ đi không mày? Cái gì? 220k. Mày cự cái gì mày? Quỷ khóc vậy cho cự cái gì? Trời ơi, mà chết mười mấy 20 chai, còn cái thân quỷ đẹp trai nhất thanh mỹ, chết thì có 2 xị 2 ngày trời. Mày quỷ sướng mà sao vậy người ta hả mày? Mày lạnh đúng không? Để này vô đó mày lại cho mày. Chưa chưa rồi đó, gầm trời. Khoan để lấy chiếu đắp lại cho mày. Ông này ông ta bảo người cái ba cái nhà nó tàn luôn. Nhanh chóng luôn. Cái gì vậy mày? Mày lấy cái chiếc gì đó mà hôn hôn đàn bà quá vậy mày? Cái chiếu trả mày cái này gì mày? Nhớ nãy đi bà rồi. Nằm xuống đi mày. Gạch đâu chết đẹp. Cái gì vậy mày? Hết chỗ mày chà mày nhúng, mày nhúng khu dưới mày kiếm bà dạy vợ mày nhúng. Mày để gạch xích xích lên để dưới nó quýnh cái dập của tao. Dập cái gì nữa mày? Mày dập thành đi đi. Còn cái gì? Còn không giữ được không mày? Còn gạch không chết lên thêm. Chiêu quả bệnh hay sao ba lá chưa giặt đó. Đúng rồi mà đó. Xin mời bà con cô bác muốn nói gì thì tưởng sơ kiên tới chi tại quỹ này. Đi làm cái công tập một tràng vỗ tay bà con ơi. Chuẩn bị. Ê. Cái gì vậy mày? Trước khi vĩnh biệt cõi trần lìa xa nhân thế. Tao bây giờ kỹ coi dân tên Hồng gì đây có ủng hộ không mày? Bà con nói mày chết rồi phải cho mày. Giờ đây tiếp tục cho gia đình chúng ta thưởng lại thêm 100 ngàn các bạn. 3 xị 2. Mày còn cổng nữa không mày? Mày làm gì cái tấm này hồ nước đá vậy? Giờ đây tiếp tục công
chúng tôi định tặng thưởng này thêm 50 đồng với các bạn. Ba sự bảy. Dục nhiêu luôn đi. Đánh đường, tấm đường.